Trải qua những thăng trầm của lịch sử, cộng đồng dân tộc Giao ở Lào Cai đã tạo dựng nên các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, góp phần làm phong phú đa dạng nền văn hóa các dân tộc ở Việt Nam. Đặc biệt với người Giao, tri thức của dân tộc được ghi chép khá hệ thống, chi tiết và đầy đủ bằng văn tự. Đó là kho sách cổ chạy bằng chữ nôm Giao. Ngôn ngữ của người Giao ở Việt Nam thuộc hai phương ngữ chính là phương ngữ miền vả như Giao đỏ, Giao quần chẹt, Giao tiền và phương ngữ mùn vả như Giao quần trắng, Giao làn tẹn. Cả hai phương ngữ này đều sử dụng chữ nôm Giao. Sách cổ của người Giao viết bằng chữ nôm Giao, tức loại chữ tượng hình như chữ Hán nhưng ký âm tiếng Giao. Từ nhiều năm trước, ngành văn hóa tỉnh Lào Cai đã khảo sát ở 466 làng Giao để thống kê phần loại sách cổ đang lưu hành trong các gia đình và đánh giá tình trạng sách. Kết quả đã xác định 279 làng có lưu giữ sách với số lượng 9.648 cuốn. Qua phân loại theo niên đại và giá trị, có 55 cuốn được xếp loại cổ vật và 222 cuốn sách có giá trị đặc biệt quan trọng. Đây là các tác phẩm truyện thơ, tín ca, các sách kể về sự kiện lịch sử văn hóa của người giao, các sách thuốc. Bên cạnh giá trị hướng dẫn thực hành đạo giáo, những pho sách cổ này còn có giá trị bảo tồn phong tục tập quán, nghi lễ của người giao. Nhờ có sách cổ, các tri thức dân gian được ghi chép truyền lại cho thế hệ sau. Sách còn truyền dạy các kinh nghiệm ứng xử trong quan hệ xã hội, các tri thức dân gian như xem thời tiết, chọn đất canh tác, đặc biệt là những ghi chép về thực vật, các loại dược liệu và cách chữa bệnh của người giao. Sách cổ về người giao còn là nguồn tư liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của chữ Nôm giao. Trong quá trình giao lưu văn hóa, người giao tiếp nhận ảnh hưởng ngôn ngữ của các tộc người láng giềng, tạo thành văn tự giao. Trên cơ sở chữ Hán, người giao sáng tạo một loại chữ Nôm nhưng âm và nghĩa của các chữ này được thay đổi hoàn toàn. Họ cũng tiếp nhận một số từ của Nôm Tày, Nôm Việt đã được giao hóa và sáng tạo ra chữ mới mà chữ Hán không đáp ứng được. Các chữ mới này khẳng định sự phát triển của chữ giao, tạo ra ranh giới giữa chữ Hán và chữ giao. Hiện nay ở nhiều làng giao đã mở lớp dạy chữ Nôm giao cho trẻ em và thanh thiếu niên. Người giao quan niệm học chữ Nôm giao để học chữ Đức, chữ Nhân để trở thành những người con ưu tú của cộng đồng, qua đó làm sống lại một loại văn tự tưởng như đang bị thất truyền, sống lại những kho tri thức cổ. Đến các làng người giao, du khách có thể tham gia những lớp học đặc biệt này, trải nghiệm cảm giác trở lại anh khóa ngày xưa và tìm hiểu những giá trị văn hóa trường tồn trong loại vật phẩm văn hóa đặc biệt đó là sách cổ Nôm giao. Tuy nhiên điều du khách nên tránh là không tham gia vào việc mua bán những sách cổ của người giao vì đây là kho tài trí thức chung của đất nước, trước hết là tài sản tri thức của cộng đồng người giao. Tất cả các cuốn sách được kiểm kê đã được đóng dấu di sản văn hóa. Nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về kho tàng văn hóa đặc biệt này, các bạn hãy nhớ nội dung 700 cuốn sách cổ tiêu biểu bằng chữ nôm giao đã được chụp ảnh và số hóa. Ngân hàng dữ liệu về kho sách cổ người giao trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang được hình thành. Du khách khi đến đây hoàn toàn có thể thỏa mãn niềm đam mê của mình bằng cách tra cứu các dữ liệu, bài viết, công trình nghiên cứu về sách cổ chữ cổ của người giao đó cũng là đóng góp của bạn để di sản sách cổ người giao mãi mãi trường tồn và lan tỏa giá trị